Salon ô tô Family Cải Dương xin kính chào toàn thể quý vị, quý anh chị cùng các bạn. Nếu quý vị, quý anh chị cùng bạn có nhu cầu muốn mua bán, trao đổi những chiếc xe đã qua sử dụng thì vui lòng hãy đến đúng địa chỉ của Family Cải Dương tại số nhà 100.5 đường Trường Chinh, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Đến đây thì quý vị có thể được kiểm tra và mua tất cả những chiếc xe có cam kết bảo hành không đâm va tai nạn, không ngập nước. Hoặc nếu do điều kiện đường xá xa xôi quý vị không trực tiếp đến được thì vui lòng liên hệ theo số hotline của Family Car Hải Dương là 0978 607 555 hoặc gọi theo số riêng của em là 0941 337 888. Hôm nay em lại mới về thêm một chiếc xe mới nữa. Chiếc này là chiếc Hyundai Sonata phiên bản i20 dành cho thị trường nội địa Hàn Quốc. Xe này đang mang biển số 34A28456 và đang có giá chào bán tại Salon ô tô Family Car Hải Dương là 475 triệu. Xe ngoại thất màu đen và bên trong áo ghế đã được bọc một lớp da khá là đẹp. Máy nổ rất êm. Là đứng bên cạnh mà không nghe tiếng máy nổ luôn. Bộ áo ghế chàng hạt ngồi không nóng lưng. Xe được trang bị lấy chuẩn số trên vô lăng này. Màn hình cam lùi đầy đủ thông minh, điều hòa tự động hai vùng, sấy sưởi ghế, cửa sổ trời đây, cửa sổ trời cả trước cả sau. Rất là êm. Cửa gió hàng ghế thứ hai này. Hyundai Sonata động cơ 2.0 tiêu hao nhiên liệu ở mức khoảng tầm 9-10 lít xăng trên 100 km đường hỗn hợp. i20 nữa là chiếc xe này được độ âm thanh khá là cầu kỳ. Loa dàn loa trên xe này độ rất cầu kỳ cả hai bên luôn. Rất là hay. Tiếng loa bass đập rất là chắc. Vô lăng tích hợp phím bấm điều chỉnh và ghế lái và ghế phụ điều chỉnh điện. Cái nắp capo là động cơ 2.0 chạy rất là êm. Sau khi xem xong cái clip này, nếu quý vị quý chị nào có nhu cầu muốn mua chiếc xe này thì vui lòng liên hệ cho em số hotline trên nhé, 0978 607 555 hoặc 0941 337 888. Nếu thấy hay thì anh nhấn một like và chia sẻ cho kênh để ủng hộ cho Family Car Hải Dương. Và nếu quý vị nào lần đầu xem clip này thì vui lòng ấn vào ô đăng ký có hình màu đỏ và bấm vào quả chuông bên cạnh để luôn luôn điện thoại của mình sẽ thông báo tất cả những sản phẩm mới nhất mà Family Car đăng tải hàng ngày. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào những clip lần sau.